Đây con chọn tắt ba kva các bạn nhé, chọn tắt này ba kva, nó có hai module rồi, module bình ắc quy này 8 bình là 96V, nó ghi 96V nhưng mà thường là nó hơn đấy. Rồi đây C3KR nhé, đầu vào này, đầu ra ở đây hoặc là ở đây nhé, như nhau nhé, trong này nó nối với nhau hết mà. Đây bàn phím bật on off báo, đèn báo UPS on rồi. Cái này mà vàng ấy là cái này, đèn báo này là battery low nhé. hoặc là cái điện trở nó tăng giá thì nó tăng giá trị thì nó đưa về cái box điều khiển này nó cũng lỗi, báo lỗi giá. Rồi mình ắc quy điều vào đây nhé, dương bình này, red cộng này, black âm này, bốn, đây có bốn con tụ, mỗi con tụ là dẫn nửa chu kỳ điện áp bớt nhé. Đây là hai điện áp bớt, nếu mà mình đo giữa hai cái thanh này là ra 700V, còn đo giữa thanh này và thanh này là 350 điện áp bớt không được lệch nhau quá 20V, cho dung size 20V nhé, lệch nhau nhiều quá là đóng tải lên nó nổ phét, tức là một con dẫn nhiều quá một con dẫn ít quá đấy. Thì bên này đầu vào này được chỉnh liệu rồi đưa qua mạch bút, rồi đưa qua mạch inverter để đưa ra. Mạch này là mạch chuyển đổi điện ắc quy ra điện 12V để nuôi cho nguồn vi điều khiển và cái quản làm mát, cái bo xử lý của quản làm mát. Mạch này nó dày hỏng lắm nên nó tức là phía sau này nó hơi mấy cái rác này nó hơi bị nát, nên là khi mở ra mở vào nhiều thì nó bị gãy các cái rác thì nó cũng dễ lỗi vặt. Mình vừa phải xử lý cái lỗi vặt, bật lên nó vẫn chạy, nhưng mà đoạn này này, cái rác này nó lung lay này, mình phải hàn lại.